cần mang theo giấy tờ gì trong người khi lái xe? Theo quy định hiện hành, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo những giấy tờ sau: giấy đăng ký xe đúng với phương tiện đang điều khiển, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, bảo hiểm xe máy bắt buộc, giấy chứng nhận đăng kiểm và các loại giấy tờ tùy thân khác. Vậy khi lái xe mà người điều khiển phương tiện không mang theo một trong những giấy tờ được nêu trên thì bị xử phạt như thế nào? Mức phạt tiền khi không mang giấy đăng ký xe. Đối với trường hợp có nhưng không mang theo giấy đăng ký xe thì xe máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Xe ô tô bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Trường hợp không có giấy đăng ký xe thì xe máy bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Xe ô tô bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Mức phạt tiền khi không mang giấy phép lái xe. Đối với trường hợp có nhưng không mang theo giấy phép lái xe thì xe máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Xe ô tô bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Trường hợp không có giấy phép lái xe thì xe máy dưới 175 phân khối phạt 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Xe máy trên 175 phân khối từ 3 đến 4 triệu đồng. Xe ô tô thì phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Mức phạt khi không mang theo giấy chứng nhận đăng kiểm, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô nhưng không mang theo giấy chứng nhận đăng kiểm. Mức phạt khi không mang theo bảo hiểm xe máy bắt buộc. Đối với người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Mức phạt khi không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trường hợp không xuất trình được chứng minh nhân dân, căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.